có một số anh em thắc mắc hỏi là kêu em hướng dẫn là phân biệt được cái giá thể trồng bằng dừa hay là bằng than hay là bằng gỗ thông, cái nào tốt hơn, cái nào lợi và cái nào bất hại. Em xin chào mọi người nha. Thì đến tới kênh của Vườn Lan Thuận Khanh thì có một số anh em thắc mắc hỏi là kêu em hướng dẫn là phân biệt được cái giá thể trồng bằng dừa hay là bằng than hay là bằng gỗ thông, cái nào tốt hơn, cái nào lợi và cái nào bất hại. Thì hôm nay em sẽ có một số ý kiến và một số kinh nghiệm của riêng bản thân em thôi. Thì em sẽ phân tích cho mọi người. Thì tất cả những cái giá thể thì đều có những cái đặc điểm và ưu điểm khác nhau. Thì riêng đây thì trước tay mình là một cái giá thể gọi là trồng bằng sưa dừa ha. Thì tại sao á nhà vườn lựa chọn là cái gì? Trồng bằng dừa. Thứ nhất, đặc điểm của nó là khi mình tưới á nó sẽ giữ nước được nước và nó sẽ ít cái công đoạn mình đi tưới nhiều hơn. Tuy nhiên là mình tưới có thể ngày 2 cử. Nếu anh chị nào mà trồng than thì ngày tưới bắt buộc phải 3 cử. Tại vì than khi mùa nắng rất là khô. Thì mình tưới 2 cử thì cây nó sẽ teo tóp. Còn nhiên viên dừa ngày 2 cử là đủ. Đó là những cái đặc điểm là hai cái phân biệt được không? Gió thông cũng vậy. Gió thông cũng là nó giống như than. Đó, thì giá thành nó sẽ cao hơn cái than thôi. Còn cái đặc tính nữa, tại sao thằng gió thông với thằng than nó khác thằng dừa? Khi mà mình trồng một cái dendro á, vỏ dừa này giá thành nó sẽ rẻ hơn, khi làm công nghiệp rẻ hơn với những cái đó. Nhưng khi đóng gói gửi đi á thì cái sưa dừa này á, là gửi tới đâu thì cái giá thể nó còn ngự trang. Còn riêng mình trồng than á, có những cái cây mà gọi là trồng 6 tháng rồi mà nó ra được có mấy cọng rễ, nó quấn hơi hơi à. Thì khi tới một cái khách hàng chậu thì ra chậu, rễ ra rễ, than nó ra không than. Thì khi đó mà trồng vô mà nhét vô lại thì cái cây nó héo queo rồi, bông nó rủ rồi, đâu có bán được. Thì cho nên cái lựa chọn nhất của mình là gì? Khi mình trồng chơi ở nhà có thể mình trồng than gỗ thông. Nhưng khi mình trồng nó công nghiệp thì không thể nào mình trồng than được. Có những cái vườn mình trồng than á thì giờ hầu như họ cũng thay đổi bỏ hết rồi, thường qua dừa. Còn than có những cái chỗ trồng á, thường là người ta trồng biết gì không? Người ta trồng cây cắt cành. Thì tới đây giải thích cho thêm nữa là tại sao người ta chọn cái vỏ thông hoặc là than người ta trồng để cắt cành. Tại vì cái vỏ thông á với than á thì thường người ta xài than chứ không phải vỏ thông. Mình trồng gọi là thiết kế, mình chơi thì mình mới xài vỏ thông. Còn nếu làm nông nghiệp, làm kinh doanh thì không ai xài cái vỏ thông hết. Đắt tiền hơn. Riêng cái thằng vỏ thông, vỏ than á thì mình cắt cành là gì? Trồng nó được thời gian 4 năm, 5 năm. Nhưng dừa này mình trồng chừng 2 năm nó mục. Nó mục mà coi như là nó mục hết, bắt đầu giá thể hư ha, bắt đầu giá thể hư. Cũng như cái này nè, mình nói nè, mình mới trồng thì cũng vừa vậy, nhưng cái này mới được có nhiêu, được 2 tháng là thấy đã nó dơ rồi. Rêu có rêu thì dừa nó phải có rêu rồi. Giá than cũng vậy, than em xài phân thuốc nhiều quá nó cũng bị. Cho nên khi mà lựa chọn mà gọi là để trồng cắt cành nằm ở trong vườn thì người ta trồng than hoặc là những cái giá thể khác. Còn dừa thì mình trồng tuổi thọ cũng được, nó là được 2 năm là bắt buộc mình phải bỏ hoặc là thay. Đó, cho nên nó ưu điểm, nhược điểm không? Thì than khi đó mình trồng thì mình tưới nhiều. Còn vỏ dừa này thì trồng ít tưới. Nhưng đặc biệt cái thằng vỏ dừa này trồng cây ra lên nó sẽ phát hơn cái thằng than rất là nhiều. Giai đoạn đầu, giai đoạn thí dụ như thay vì mình trồng 3 tháng từ tháng khi mà mình trồng nó với cái cục than thì thằng này sẽ phát hơn cái thằng than giai đoạn đầu là 2 tháng đầu. Tại vì nó giữ ẩm, cây nó sẽ bắt nó phát triển tốt hơn. Còn cái thằng than nó sẽ lâu hơn. Nhưng đặc biệt về sau thằng than nó lại ngon hơn.
Tại vì thằng này á, qua năm thứ hai, năm thứ nhất thứ hai là bắt đầu giá thể nó đã bắt đầu dơ mục, thì cây nó sẽ đứng lại rồi, còn hàng thang nó sẽ, nó cứ vậy hoài mà nó phát triển. Thì cho nên nó có những cái ưu điểm và nhược điểm vậy. Thì anh chị nào mà mình thích cái nào thì mình trồng cái đó thôi, nghiên cứu. Thậm chí cây lan này á, mình ốp vô cây sắt này nó vẫn sống, cây cục điện cũng vẫn sống. Cho nên cái giá thể nó là gì? Một cái để giữ ẩm và giữ cái gốc cho nó cứng thôi. Chứ thật ra tất cả mình đều phân bón. Riêng cây lan trong rừng á thì nó sống nhờ bằng gì? Phân chim, rồi những cái mùn cây tích trữ nó mưa xuống nó mới chảy vô nó tưới, nó mới ăn phân. Còn về mình trồng mà bỏ vô cục này có phân đâu ăn. Thì cho nên hỏi bây giờ anh chị mua lan về mà hỏi phân mình không cho tưới, nhiều khi không tưới nữa, phân còn không tưới nữa, không cho ăn một ngày nào hết. Hỏi sao cây lan trồng hoài không có bông, sao bông được? Trong nước thì nó có những dưỡng chất thôi, nhưng mà nó làm sao nó đủ cho cây lan đó. Ít nhất mình phải bỏ phân gốc, hoặc là có thể mình bỏ phân bò cũng được, phân gà cũng được. Thì những cái phân bò phân gà đó thì mình muốn bỏ mình phải để cho nó qua mục nha. Chứ nếu mà bỏ phân mà trực tiếp bỏ vô là đừng nói sao nãy xuống dại chết giáo rồi. Thì cái vấn đề mà mình khi mà mình xác định á, là mình trồng mình để mình làm gì thì mình sử dụng cái giá thể đó thôi. Thì tùy theo mà gọi là cái nhu cầu mỗi người sử dụng đó. Cho nên còn cái tốt hay là cái nào thông gió thông với sữa dừa thì cái nào cũng như vậy thôi. Thì nãy em cắt nghĩa rồi, thì nó được cái này mất cái kia, được cái kia mất cái nọ đó, thì được cái lọ mất cái nắp gì đó. Thì riêng cái phần mà gọi là anh chị mà gọi là mình xác định là mình chơi gọi là sang chậu á, gọi là mình chơi 1-2 năm mình thay á, thì để luôn cục dừa. Còn nếu mà mình đã xác định mình chơi á, trồng 5-10 năm, 7-8 năm, có thể là mình bỏ bớt dừa ra đó. Còn tụi em kinh doanh thì tụi em làm nhiều quá thì nó mất tốn công đó. Cho nên cây miễn sao em trồng tốt, khi tới tay của mình trồng chơi được vài năm, 1-2 năm, thì 1-2 năm nữa thì có thể là mình sang cái chậu mới rồi, chứ không thể để được. Tại vì khi cây lan á, 1-2 năm là bắt đầu nó lên, mỗi 2 tháng đã bắt đầu là nó ra một cái vòng đời của cây con, thì nó sẽ leo tới nó qua cái chậu này, bắt buộc mình phải thay đó. Cho nên nó giống như vậy nè, cái hướng này cây con nó đã đi ra đây rồi, thân này, thân sau nó sẽ cây con ra đây nữa, là coi như là 4 tháng 3 tháng nữa là nó leo ra ngoài chậu, bắt được là mình phải thay rồi. Cho nên là không thể nào mà mình trồng cái cây mà để 5-6 năm vô được, đúng không? 2-3 năm là bắt đầu mình phải thay giá thể. Thì đồng thời mình phải tách những cái rễ thúi ra, dừa hư ra đó, thì mình xử lý lại. Rồi video đây em cũng chia sẻ phân biệt, thì anh em hỏi thì mình cũng không biết được cái nào tốt hay xấu, nhưng mình sẽ nói ở nhu cầu mỗi người. Rồi, chúc mọi người thành công nha. Xin chào, tạm biệt.